À, xin chào tất cả mọi người, mình là Phước Sửu. Mình là Nhật Trang. Hôm nay là mình có một cái giao lưu giữa hai khu với nhau, đó là khu Nam và đây là khu Đông. Dạ. Thì tình hình đầu năm thì Phước Sửu muốn hỏi Nhật Trang một tí xíu về cái thông tin bất động sản của khu Đông á Nhật Trang. Thì Nhật Trang cảm thấy là tình hình bất động sản và những cái giao dịch ở khu Đông thời điểm này như thế nào? Hiện tại thì thị trường mà Trang đang làm đó là khu Đông, đó là tập trung chính là Thủ Thiêm, quận 2, về cái phân khúc là cho thuê và chuyển nhượng. Còn về sơ cấp thì hiện tại Trang có đang bán dự án CS của chủ tư CS tại Thủ Thiêm. Về cái lượng giao dịch về chuyển nhượng thì từ trước Tết cho đến hiện tại bây giờ thì rất là chậm luôn, đối với căn hộ, nhà phố, kể cả là những cái nhà mặt tiền trước đây rất là nhiều khách tìm. Hiện tại thì cái nhu cầu quan tâm tìm hiểu thị trường thì có đó cả nhà, nhưng mà để khách thực sự chốt thì rất là ít. Còn về thị trường cho thuê thì rất là tốt ạ. Hiện tại thì cái thị trường cho thuê do là năm mới thì Việt Nam mình có nghỉ cái Tết âm lịch quá dài, thành ra khách nước ngoài sang đây rất là nhiều. Và cái lượng nhu cầu cho thuê ở Empire City hiện tại cực kỳ cao, Metropole cũng vậy luôn. Đối với những cái căn 4 phòng ngủ của Metropole hiện tại 60 triệu luôn á cả nhà. Còn riêng Empire City 4 phòng ngủ bây giờ gọi là không có hàng luôn. Và kể cả Empire mà nhà cơ bản nội thất một phòng ngủ bây giờ cả 1.000 đô rồi. Thì về tỷ suất cho thuê cực tốt luôn. Sala thì tỷ lệ lấp mặt bằng đối với nhà phố Saritao, mặt bằng Nguyễn Cơ Thạch hay là kể cả căn hộ bây giờ cũng cho thuê hết luôn. Thì về cơ bản là thị trường cho thuê vẫn rất là tốt. Nếu bạn nào đang làm cho thuê thì cứ tập trung. Còn về thị trường chuyển nhượng, thứ cấp thì Trang thấy khá là chậm. Khách quan tâm thì có, nhưng mà thực sự xuống tiền để mua thì hiện tại rất là chậm và gần như là giao dịch cực ít. Về sơ cấp thì dự án GS của chủ tư GS thì rất là tốt. Bởi vì là thứ nhất là về pháp lý, về vị trí, về tài chính của chủ tư cực ổn định. Nên mà đây là một dự án mà được các nhà đầu tư đón nhận gọi là tốt, trong mặc dù cái thị trường này sơ cấp thì đang bị ảnh hưởng rất là nhiều thứ, nhưng mà đối với dự án GS Thủ Thiêm của chủ tư GS thì khách hàng gần như là cực kỳ quan tâm và hot. Rồi, cảm ơn Nhật Trang rất nhiều. Cập nhật và thông tin thị trường bất động sản tại khu Đông thì khá ổn không? Nói như Nhật Trang là vấn đề cho thuê là gần đây là nhu cầu cho thuê trong và ngoài nước, nhất là những khách hàng nước ngoài đang tìm đến Việt Nam. Sau cái đợt dịch họ gần như là phủ rất là khắp tất cả các nơi, và tất cả những cái căn shop thì họ sẽ là dùng là kinh doanh mua bán và làm văn phòng. Và đặc biệt là cái vấn đề về cho thuê chuyển nhượng hàng thứ cấp thì rất nhộn nhịp. Đặc biệt là những cái sản phẩm mà có pháp lý đầy đủ. Thật ra thì ở bên quận 2 nếu nó nói về pháp lý đầy đủ thì cũng chỉ có một số thôi đó anh Sửu. Nhưng mà về cơ bản thì là tất cả các dự án ở quận 2 thì bây giờ nếu để chọn mua một dự án mà có sổ rồi đó cả nhà thì khá là khó. Chỉ có duy nhất Sala mà Tháp Sarimi thì 80% là có sổ, còn lại tất cả các dự án trong khu vực Thủ Thiêm quận 2 gần như là chưa có sổ. Nhưng mà đặc biệt là có hợp đồng mua bán rồi á thì mình cứ yên tâm là mình sẽ mua được. Hiện tại thì theo Trang được biết là Opera là giai đoạn 3 của dự án Metropole đó thì vẫn chưa được ký hợp đồng mua bán, vẫn là hợp đồng cọc. Nhưng mà vị trí thì khá tốt, tiến độ xây dựng, pháp lý, thậm chí tài chính của chủ tư ổn thì đây cũng là một trong những cái dự án rất là tiềm năng trong tương lai về tỷ suất khai thác cho thuê và về vị trí. Nên mà như Trang thì Trang vẫn tập trung Thủ Thiêm, và nếu mà ai đó nói là thị trường bị ảnh hưởng này kia chậm á thì có thể là do tùy vào cái phân khúc khách hàng mà các bạn đang định hướng thôi. Còn về cá nhân Trang thì khách hàng vẫn rất là nhiều, thậm chí khách hàng đi mua những tài sản lớn 40-50 tỷ vẫn có luôn nha cả nhà. Chỉ với những cái căn hộ á mà mua ở thì hiện tại hơi bị giảm. Thì cảm ơn Nhật Trang rất là nhiều. Thì nói về cái thị trường thứ cấp và sơ cấp về Thủ Thiêm, chắc ăn là Nhật Trang đã gọi là một quá trình gần là 4 đến 5 năm là gọi là khai thác và làm ở tại đó rồi, thì nó có khá nhiều cái sản phẩm gọi là giá tốt hoặc là sản phẩm là phù hợp với khách thuê. Thì để có nhiều thông tin hơn nữa thì mọi người có thể là alo theo Nhật Trang hoặc là Phước Sửu để cung cấp cho mọi người một số cái thông tin mới nhất về thị trường này nhé. Hoặc là mọi người có quan tâm về những dự án của chủ tư GS thì ở Thủ Thiêm cũng có, mà ở Nhà Bè thì có một dự án rất là nổi tiếng mà gần như là 100% khách hàng mua GS ở phía chủ tư giai đoạn đầu á. Thì theo Trang được biết là
cái tỷ suất sinh lời cực kỳ cao và khách hàng rất là hài lòng thì hãy liên hệ với anh Phước Sửu. Anh Sửu có văn phòng ở dưới này luôn và có nắm thông tin từ phía chủ tư rồi các chủ nhà rất là kỹ, rất là rõ. Thứ hai nữa là giá cả thì theo Trang thấy là anh Sửu đang có những cái cam giá rất là tốt đó cả nhà. Về cái thị trường khu Nam thì Trang không rành, nhưng mà cá nhân Trang khi mà so sánh về những sản phẩm nhà phố, biệt thự ở thị trường khu Nam so với khu Đông hiện tại á, thì Trang thấy là dự án GS có nhiều cái cơ hội để mua. Và thị trường khu Nam mà nhà phố bây giờ với giá như anh Sửu đang cung cấp á, thì em thấy là mua khá ok á anh Sửu. Đúng rồi, giá hiện tại đang giảm rất là nhiều. Dạ. À, không phải là giảm là do thị trường, mà giảm ở đây là quá trình ở đây là sau khi mà mua từ chủ đầu tư thì đến cái giai đoạn phải thanh toán nhận nhà. À, nhiều khách hàng có từ 1 đến 3 căn nên là phải thanh toán gốc. Đó, thì có nhiều cái sản phẩm cực kỳ tốt. À, nói về khu Đông hoặc khu Nam thì hãy alo ngay cho Phước Sửu và Nhật Trang nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhiều video sau.